một phát độc chí mạng. Thế này rắn mối toi đời. Con rắn mối này đang còn khỏe, một nhát nó ôm cái này chân nó bấu vô. Một nhát độc thôi là chết. Các bạn thấy kinh không? Con rết này rất là độc. Đó, sau khi nó tiêm độc nó nhả ra. Chú rắn mối này ngoi ngóp hết cử động luôn. Tiếp tục cắn thêm một nhát nữa. Đó, rắn mối. Rắn mối cuội quậy cũng không thể nào thoát khỏi những cái chân ôm chặt này. Sự lợi hại của rết kinh khủng luôn. Nhưng cái chân này bám chặt độc độc thì chỉ cần một nhát cắn thôi, con vật có thể gây mê làm bất động. Con rết này đã 3 ngày rồi không ăn uống gì cả. Và hôm nay gặp được con rắn mối này, nó là món ăn của nó.